đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021. Trong chương trình thời sự hôm nay gồm có một số nội dung chính sau đây thường trực hội đồng nhân ngày 12 tháng 1 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp lần thứ 17, Hội đồng Nhân dân thành phố. Đến dự có bà Quỳnh Ánh Linh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Phường Núi Sam, ông Trần Quốc Tứng, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm 2020, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc. Tại hội nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến của cử tri về một số vấn đề như quản lý đất công, buôn lậu, phòng chống dịch Covid-19 khu vực biên giới sắp xếp di dời chợ trung tâm phường cho Phú A, các tệ nạn xã hội, nhất là các trò chơi điện tử, game bắn cá, điện chiếu sáng, tuyến đường Phan Đình Phùng nói dài. Qua các ý kiến ghi nhận được, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố cũng như chính quyền thành phố đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chiều ngày 11 tháng 1, tại thành phố Châu Đốc, trường chính trị Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang, phối hợp trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc, tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung B152 năm học 2021-2022. Đến dự có đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc, đồng chí Phạm Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân, Phó hiệu trưởng trường chính trị Tôn Đức Thắng. Tham gia khóa học có 61 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, đương chức và dự nguồn của thành phố Châu Đốc trong khóa học này các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh lịch sử đảng và đảng cộng sản việt nam những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước đường lối chính sách của đảng nhà nước việt nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội kỹ năng lãnh đạo quản lý nghiệp vụ công tác đảng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tình hình nhiệm vụ của địa phương thông qua đó nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị quản lý nhà nước Đối với đội ngũ cán bộ công chức của thành phố, góp phần giúp các học viên nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, có bản lĩnh chính trị, có trình độ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Ngày 11 tháng 1 năm 2021, ban dân vận thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị cán bộ công dân viên chức năm 2021 năm 2020, Ban dân dận thành quỹ Châu Đốc thực hiện tốt vai trò tham mưu, thường trực thành quỹ lãnh đạo thành công, đại hội các chi bộ và đảng bộ khối dận, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu thành quỹ ban hành các văn bản, các hoạt động ban chỉ đạo đề án khung 2, dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp liên ngành vận động quần chúng, thực hiện mô hình dân dận khéo và dân dận khéo trong xây dựng nông thôn mới năm 2020, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các chủ trương của đảng, pháp luật, nhà nước, quán triệt nghị quyết, thông tin tình hình kinh tế xã hội, tuyên truyền phòng chống dịch, Công đoàn cơ sở khối dân dân phối hợp với thủ trưởng các cơ quan tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, thăm hỏi động viên 20 đoàn viên ấm đau, tan chế với số tiền trên 4 triệu đồng. Dẫn động đoàn viên công nhân viên chức người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng một tổ công đoàn trực thuộc hoàn thành xuất sắc phong trào công đoàn có 24 trên 25 nam công chức đạt 2 giỏi, 100% nữ đạt 2 giỏi, 37 trên 38 đoàn viên xuất sắc, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục và duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động và ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan và chủ tịch công đoàn, phát động phong trào thi đua năm 2021. Năm 2021, lãnh đạo cơ quan ban nhân dân thành quỹ sẽ tiếp tục phối hợp với ban chấp hành công đoàn triển khai tốt các phong trào thi đua trong cơ quan lãnh đạo chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác dân dân phát huy dân chủ tinh thần đoàn kết trong cơ quan tập thể cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động trong công tác tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan Ngày 12 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Cho Phú B tổ chức các hoạt động thể thao thi đấu giải cờ vua Đại hội thể dục thể thao phường Cho Phú B lần thứ 9 năm 2021. Tham gia giải có 8 nữ kỳ thủ và 16 nam kỳ thủ. Các kỳ thủ tham gia thi theo thể thức đấu năm gián, thời gian thi đấu mỗi gián là 45 phút. Các kỳ thủ tham gia tranh tài đầy kịch tính hấp dẫn, quyết liệt và gây cấn ban tổ chức đã trao một giải nhất một giải nhì và một giải ba cho cá nhân có thành tích xuất sắc và một giải đồng đội thông qua đó nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em học sinh cán bộ công nhân viên chức và người dân trên địa bàn phường giúp các em có cơ hội giao lưu học hỏi với nhau cũng như giải trí về mặt tinh thần nhằm phát hiện ra những em có thành tích cao để tham gia đại hội thể dục thể thao thành phố Ngày 12 tháng 1 năm 2021, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cho Phú B kết hợp phường Vĩnh Mỹ tổ chức phát quà cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn vui xuân Tân Sửu năm 2021. Tham dự có đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc, theo đó, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Tân Thịnh, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã phát tặng 150 phần quà cho các hộ khó khăn và hộ cận nghèo. Mỗi phần quà gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Các phần quà được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với các hộ khó khăn, hộ cận nghèo mà còn giúp họ có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 vui tươi ấm áp hơn. Năm 2020, trong bối cảnh cùng với cả nước chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, ban dân vận mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang thành phố châu đốc vẫn tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra. Năm 2020, Ban dân vận mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang thành phố Châu Đốc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra. Chủ động tham mưu cho cấp quỹ sơ kết, tổng kết, có chất lượng các văn bản của thành quỹ về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở công tác tôn giáo, dân tộc. Ban dân vận các cấp tăng cường tham mưu cấp quỹ, phối hợp với chính quyền và các cơ quan tổ chức để mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, công tác dân vận của Đảng đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Mặt trận, các hội đoàn thể tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân Tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, nắm tình hình nhân dân, tổ chức cho nhân dân góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ 13, dân kiện đại hội 13 của Đảng, phát huy vai trò của mặt trận, các hội đoàn thể trong các phong trào an sinh xã hội. Xây dựng nông thôn mới, giám sát phản biện xã hội cùng với các cấp chính quyền giải quyết các nguyện vọng, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân bên cạnh đó các cấp chính quyền luôn quan tâm phát triển kinh tế xã hội giữ vững trật tự an toàn xã hội nâng cao đời sống đảm bảo an toàn và sức khỏe nhân dân đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp doanh nhân theo chủ đề năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư thực hiện tốt công tác tiếp công dân lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị bức xúc tâm tư nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân Năm 2020, trước tình hình của đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, thành phố Châu Đốc đã chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực trong công tác dân dận nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy tối đa sức mạnh khói đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ chung ngay từ đầu năm, Ban dân vận thành quỹ Châu Đốc đã phối hợp tham mưu cấp quỹ chính quyền các cấp nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn kết triển khai thực hiện song hành, công tác phòng chống dịch, gắn giới, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền, biên giới đặc biệt, hệ thống mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế để bảo đảm an toàn, chấp hành giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Các tổ chức tín ngưỡng tôn giáo thống nhất cao trong hướng dẫn tín đồ nhân dân không tụ tập đông người sẵn sàng thay đổi cách thức tổ chức các lễ quan trọng trong năm lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền về quy định an toàn phòng dịch kết hợp với đôn đốc kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm từ đó tạo nền tảng quan trọng giúp thành phố châu đốc an toàn vững vàng vượt qua đại dịch thành phố đã dẫn động các mạnh thường quân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cơ sở thờ tự được 843 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm 2020, Hội của Chiến binh Phường Cho Phú A thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Hội đã dẫn động góp quỹ, hỗ trợ 5 trường hợp hội viên dây với lãi suất thấp số tiền 8,5 triệu đồng, dẫn động một trường hợp hội viên có năng lực kinh tế, hỗ trợ một trường hợp hội viên dây số tiền 30 triệu đồng. Hội phối hợp đoàn viên thanh niên, ban chỉ huy quân sự phường đóng góp thăm ba địa chỉ đỏ, kịp thời tham mua xét cất mới và sửa chữa hai căn nhà đại đoàn kết, dẫn động 10 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho năm hội viên và tám con em hội viên đang còn khó khăn, thăm tặng quà Tết canh tí cho 23 trường hợp với số tiền 9,6 triệu đồng, tổ chức thăm bệnh và tăng chế cho 7 trường hợp với số tiền 3,1 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội còn tham gia vận động nhân dân thực hiện xây dựng nâng chất phường dân Minh đô thị, kết quả đã vận động nhân dân không vi phạm lòng đường dĩa hè đường cử trị thuộc khóm 6 với chiều dài 770 m. Dẫn động nhân dân vệ sinh môi trường làm sạch đẹp trong khu dân cư từ tổ 16 đến tổ 20 khóm 8, thực hiện một mô hình về quốc phòng an ninh lắp camera trên địa bàn khóm 5 với số tiền 200 triệu đồng năm 2020, Hội Cựu Chiến binh Phượng Vĩnh Quân tổ chức tuyên truyền động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên, dương lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Trong năm qua, hội đã vận động 760 kg gạo giúp cho 38 lượt hội viên gặp khó khăn, tạo điều kiện và nhận ủy thác 11 lượt hội viên dây giống với số tiền 22 triệu đồng. Cùng với các hội đoàn thể mở hai lớp dạy nghề, có 68 trên 68 hội viên đều có bảo hiểm y tế, kịp thời thăm hỏi động viên hội viên ốm đau với số tiền 800 triệu đồng tham gia hưởng ứng đóng góp quỹ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 2 triệu 740 000 đồng, phối hợp với chính quyền quỹ ban mặt trận tham gia vận động quỹ vì người nghèo được trên 87 triệu đồng. Hội phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào vận động của địa phương như phòng chống dịch bệnh COVID-19, duy trì năng chất tuyến phố Giang Minh, phường Giang Minh đô thị, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được 14, với công an phường tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được 4 cuộc, có 168 lượt người tham dự tham gia cùng công an bảo vệ dân phố, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự được 258 cuộc, có 279 lượt hội viên tham gia, cung cấp 15 tin về tai nạn xã hội đến công an phường kịp thời xử lý. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, kinh tế thành phố Châu Đốc liên tục tăng trưởng khá và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và phát triển gian hóa y tế giáo dục và đào tạo nâng cao dân trí đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo cho sự phát triển bền vững đặc biệt với những giải pháp phù hợp tình hình thực tế đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ giúp người nghèo nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững tính đến nay châu đốc là địa phương duy nhất của tỉnh không còn hộ nghèo trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Châu Đốc đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Châu Đốc, thành phố năng động và phát triển toàn diện, không chỉ thể hiện qua thương mại du lịch mà còn ở lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội. Từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, địa phương và quy động cùng với việc đầu tư có trọng điểm, thành phố đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ, nguồn vốn dây ưu đại của chương trình góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định, có điều kiện dương lên. Trong 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2020, Châu Đốc đã đào tạo nghề cho 6.540 người, đạt tỷ lệ 109%, giải quyết việc làm cho 31.340 lao động, đạt tỷ lệ 116% thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, trợ cấp hàng tháng, tặng quà nhân các dịp lễ Tết, cấp gần 18.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân. Chi hỗ trợ cho hàng ngàn người thuộc gia đình chính sách, hộ cận nghèo gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh, có 583 hộ được hỗ trợ nhà ở, trên 6.200 hộ được hỗ trợ dây vốn. Đa số hộ nghèo tham gia các dự án giảm nghèo đã nhận thức được trách nhiệm khi nhà nước hỗ trợ vốn kỹ thuật. Họ quyết tâm làm việc với cả ý chí, luôn học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để sản xuất có hiệu quả, tạo thu nhập cải thiện cuộc sống dương lên thoát nghèo. À, từ ngày em tham gia vào tổ mai đã giúp cho em có thêm thu nhập, tạo việc làm ổn định, góp phần cải thiện cho cuộc sống gia đình. Nhờ hội phụ nữ giúp đỡ nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình trồng đậu bắp trồng bông nhờ đó mà tôi có thu nhập hàng ngày lo cho con tôi ăn học trong những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh quỹ quỹ ban dân tỉnh sự nỗ lực của các 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 ngành và nhân dân địa phương thì thành phố châu đốc đã thực hiện thành công kế hoạch cái phát triển kinh tế xã hội gắn với chương trình giảm nghèo thì tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các cái dịch vụ xã hội cơ bản thì cơ sở hạ tầng ở các cái phường xã được tăng cường đời sống người nghèo được cải thiện rõ rệt thì cái trong cái giai đoạn 2011-2015 châu đốc đã thực hiện các thành công mục tiêu xóa nghèo trên toàn địa bàn thành phố thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công theo quy định như chi trợ cấp thường xuyên cho 31.944 lượt người với tổng số tiền 46 tỷ đồng, cất mới 194 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 128 căn. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, chỉ còn 202 hộ cận nghèo với tỷ lệ 0,70% không có hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và đạt mục tiêu đến năm 2025, không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo, Châu Đốc sẽ tập trung vào nhiều giải pháp quan trọng. Để tiếp tục thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong cái giai đoạn 2021-2025, thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội tiếp tục tham mưu cho thành quỹ, quỹ ban dân thành phố, thực hiện một số cái giải pháp chính như sau. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của cấp quỹ chính quyền đối với cái chương trình mục tiêu về giảm nghèo. À, trong đó xác định là phát triển kinh tế xã hội là nền tảng quan trọng để cái thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo. Thì đưa cái mục tiêu giảm nghèo đó vào cái chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và cái phân công trách nhiệm cho từng cái cơ quan đơn vị thực hiện thứ hai là tuyên truyền nâng cao nhận thức của à, các cái các các ngành và của toàn xã hội về cái thực hiện cái công tác giảm nghèo Ở trong đó nâng cao cái nhận thức cái quyết tâm dương lên thoát nghèo của chính bản thân cái hộ nghèo và cái hộ cận nghèo à, thứ ba à, là cái à, à, quy động cái nguồn lực à, đóng góp cho cái quỹ vì người nghèo để có thêm nguồn lực thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo À, thứ tư à, là thực hiện đúng đủ các chính sách đối với người nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo như về cái bảo hiểm y tế, rồi vay vốn về chi phí học tập. À, năm là cái tăng cường cái công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thông tin cái tuyển dụng lao động, liên kết với các cái doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để gắn cái đào tạo nghề với giải quyết việc làm tạo điều kiện cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm thu nhập và nâng cao cái đời sống. Với nhiều cách làm sáng tạo, thành phố Châu Đốc đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất của tỉnh An Giang không còn hộ nghèo. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương không ngừng được nâng cao. Những kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề, động lực để thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển ngày càng nhanh và bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 15 CTBCT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chỉ thị số 15, Sở Công Thương tỉnh An Giang đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo tốt nhất cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cả cho thị trường Tết Nguyên đáng 2021. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn nghe bài Đảm bảo cung cầu, ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đáng. Thực hiện chỉ thị số 15 Sở Công thương tỉnh An Giang đã có công văn đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện. Qua đó, đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát thị trường đối với các lĩnh vực về giá chất lượng sản phẩm, các quy định an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các huyện thị theo dõi tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn, nhất là mặt hàng thiết yếu để kịp thời thông tin phản ánh cho Sở Công thương khi thị trường có biến động. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, là tổng công ty, công ty, liên hiệp, hợp tác xã xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên Đán 2021. Sở Công Thương cũng đã có công dân gửi Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại, Công ty Điện lực An Giang đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, năng lực cung ứng hàng hóa nông thủy sản. Công tác bảo đảm cung ứng điện, phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi. Trước nhu cầu hàng hóa tăng cao vào dịp cuối năm, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị sản xuất cần chủ động có kế hoạch sản xuất cung ứng hàng hóa phục vụ Tết dự trữ vật tư, nguyên nhiên vật liệu một cách hợp lý, thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia để cung ứng đủ, kịp thời nguồn hàng cho thị trường khi cần thiết. Các đơn vị kinh doanh thương mại có trách nhiệm chủ động tham gia triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để mạnh việc mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa, nhất là các khu vực nông thôn, hải đảo nhằm cung ứng tốt hàng hóa bình ổn nói chung và hàng Việt Nam nói riêng cho người dân ngoài ra phối hợp với các đơn vị cung cấp hàng thực phẩm chăn nuôi chủ động nguồn hàng dự trữ với giá hợp lý triển khai các điểm bán hàng bình ổn nhằm dẫn dắt thị trường tạo tâm lý ổn định cho thị trường các mặt hàng thực phẩm các đơn vị sản xuất kinh doanh các mặt hàng chính sách theo nhiệm vụ được giao triển khai nghiêm túc việc cung ứng các mặt hàng chính sách cho các dùng miền núi dùng sâu dùng xa hải đảo một cách đầy đủ trước tết nguyên đáng 2021 nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của nhân dân dùng khó khăn tại an giang nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng được tiếp cận với các sản phẩm chất lượng có giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 92 điểm kinh doanh tổng hợp tham gia bán hàng bình ổn phục vụ Tết Tân Sửu 2021. Riêng thành phố Châu Đốc có 7 điểm bán như siêu thị Thứ Sơn tại số 102 Nguyễn Tri Phương, phường Châu Phú B, siêu thị Cốp mắt Châu Đốc tại số 79 Lê Lợi, Châu Phú B cửa hàng bách quá xanh tại số 218 thủ khoa nghĩa phường châu phú a cửa hàng bách quá xanh tại đường trần hưng đạo phường châu phú a cửa hàng bách quá xanh tại số 127 tôn đức thắng phường vĩnh mỹ cửa hàng bách quá xanh tại số 581 khóm vĩnh tây phường núi sam cửa hàng bách quá xanh tại phường châu phú b Đối với mặt hàng thịt heo, các đơn vị tham gia cam kết từ nay đến Tết Nguyên Đáng đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho người tiêu dùng với sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp sở yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia bình ổn chủ động nguồn hàng thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá để thu hút người dân mua sắm để tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường từ nay đến cuối năm sở tiếp tục phối hợp với các sở ngành theo dõi tình hình cung ứng nguồn hàng đặc biệt thịt heo thịt gia súc gia cầm và các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu khác. Phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan, thành lập đoàn kiểm tra hàng hóa phục vụ tách nguyên đáng tân sủ về các quy định về quản lý giá trên thị trường thành phố, triển khai các biện pháp kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng tăng giá hàng hóa bất hợp lý, nhất là các hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các nội dung trọng tâm xây dựng hội trong sạch vững mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai và xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ có hiệu quả, tạo điều kiện giúp hội viên, phụ nữ ổn định dương lên cuộc sống. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe bài Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc chăm lo đời sống hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc có 15.664 hội viên. Trong những năm qua, hội đã năng động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để triển khai các phong trào thi đua phụ nữ tích cực lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin tự trọng trung hậu đảm đang xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững gắn giới việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch gắn giới chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cũng như gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội sát giới tình hình thực tế địa phương đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của hội viên qua cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã tập trung triển khai đến các chi tổ hội tại cơ sở để vận động tuyên truyền cho hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là trong những năm gần đây, hội đã xây dựng nhiều chương trình mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phù hợp với điều kiện của hội phụ nữ. Cụ thể như là dẫn động bà con làm cột cờ, hàng rào đúng quy cách, trồng hoa tôn tạo cảnh quan, xây dựng tuyến đường hoa, thu gom rác thải tại các tuyến đường nông thôn. Kết quả đã tuyên truyền được 811 cuộc, có 15.090 lượt người tham dự trong 950 cây dầu, cây bông trang, hoàng yến tại các tuyến đường xã Vĩnh Tế. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 66 suất học bổng cho trẻ em vượt khó hiếu học tiếp bước đến trường. Qua 10 năm phát động, Hội đã hỗ trợ phát 773 suất học bổng với số tiền gần 500 triệu đồng, duy trì tốt các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tại 7 phường xã dẫn động mạnh thường quân tặng 200 phần quà cho hội viên, phụ nữ và các chi hội trưởng phụ nữ khó mấp với số tiền 50 triệu đồng. Công tác vận động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp dạy nghề, tạo điều kiện giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ chủ hộ nghèo, được hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đặc biệt quan tâm và thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế. Hội đã phối hợp cùng các lớp dạy nghề cho hội viên phụ nữ những kiến thức về sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trồng trọt trong năm, hội phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Châu Đốc hỗ trợ vốn dây cho 413 hộ với số tiền trên 8,899 tỷ đồng để trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, từ nguồn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hội đã hỗ trợ vốn cho 57 hội viên phụ nữ mua bán nhỏ số tiền 120 triệu đồng. Ngoài ra, hội phối hợp cùng các ngành đoàn thể cất mới 7 căn nhà tình thương, mở 12 lớp dạy nghề, làm chả lụa heo, chả đoàn chai, chế biến khô, kỹ thuật làm giường, trồng hoa màu, vừa đào tạo nghề, vừa giải quyết việc làm tại chỗ cho 302 chị em phụ nữ, giúp chị em tăng thêm thu nhập, góp phần nâng tỷ lệ lao động có việc làm ổn định. Đặc biệt, năm 2020 là năm tiếp tục thực hiện chủ đề Nam an toàn cho phụ nữ và trẻ em do Trung ương Hội phát động nhằm tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là những quy định về luật hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em, luật bình đẳng giới để các chị em ai nắm rõ quy định của pháp luật, nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân và gia đình. Để thực hiện tốt chủ đề này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã tuyên truyền đến các chi tổ hội phụ nữ thông tin, mục đích, ý nghĩa về việc tạo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Bởi hơn ngày hết, các chị đều ý thức rõ, tuy rằng ngày nay vai trò của nữ giới ngày càng được nâng lên trong xã hội, nhưng ở đâu đó vẫn còn những phụ nữ bị bạo hành, gây bất bình đẳng giới, trẻ em chưa được đến trường, chưa được chăm lo tốt bên cạnh đó hội liên hiệp phụ nữ thành phố còn phối hợp với các ngành đoàn thể và các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích xâm hại tình dục cho học sinh tại buổi truyền thông các em được hướng dẫn các kỹ năng về phòng tránh các tai nạn thương tích có thể xảy ra trong nhà trường cũng như trong đời sống như nhận biết các nơi có thể xảy ra nguy hiểm thận trọng khi chơi, những đồ vật có thể gây nguy hiểm, để biết cách phòng tránh và xử lý khi bị ngã, chảy máu, cách sơ cứu khi bị chảy máu, biết cách tìm sự trợ giúp khi xảy ra các tình huống tai nạn, phòng tránh tai nạn đuối nước. Có thể thấy thời gian qua, tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục ổn định đời sống không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của chị em phụ nữ. Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động do cấp trên phát động, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, hội tích cực phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động phong trào nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, dẫn động nhân dân, đặc biệt là cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các mô hình làm ăn, phát triển kinh tế, hỗ trợ khởi nghiệp. Đồng thời, hội tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt của các chi tổ hội để chăm lo đời sống hội viên phụ nữ ngày càng tốt hơn. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, việc kêu gọi vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo xây nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hoạt động thường xuyên được Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Quân duy trì hiệu quả, tạo sự hưởng ứng tích cực trên toàn địa bàn. Tiếp theo chương trình kính mời quý vị và các bạn nghe bài Mặt trận phường Vĩnh Quân với công tác an sinh xã hội vì người nghèo năm 2020, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động quỹ vì người nghèo phường đã có sự nỗ lực, quyết tâm phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các ban ngành, tổ chức cá nhân vận động nguồn quỹ để giúp đỡ hộ nghèo cất mới sửa chữa nhà ở hỗ trợ vốn giúp đỡ học sinh con em hộ nghèo có điều kiện tới trường hỗ trợ học bổng hỗ trợ và điều trị bệnh, trợ giúp đột xuất khi có thiên tai, quả quạng. từ đó tạo điều kiện để các hộ nghèo vượt khó có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, từng bước giảm nghèo bền vững. năm qua công tác vận động quỹ vì người nghèo mặt trận đã vận động được trên 300 triệu đồng, gồm tiền và hiện vật. qua đó chi cất mới, năm căn nhà, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 5 người, hỗ trợ nhà bị tốc mái do thiên tai năm hộ, hỗ trợ trên 10 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn, vận động chăm lo Tết cho nhân dân vui xuân với số tiền trên 87 triệu đồng, gồm tiền và hiện vật, hỗ trợ cho 350 lượt hộ cận nghèo, hộ khó khăn, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân khó khăn, vận động cán bộ đảng viên Công chức viên chức đóng góp trên 5 triệu đồng ủng hộ phòng chống COVID-19, thực hiện tiết kiệm, góp phần chăm lo an sinh xã hội, đóng góp với số tiền trên 11 triệu đồng. Tiếp nhận từ nguồn hỗ trợ và phân bổ cấp trên, triển khai cất mới 12 căn nhà đạo đoàn kết, tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Đồng thời các thành viên của mặt trận cũng linh hoạt phát huy thế mạnh của tổ chức mình, có sự phân công, triển khai nhiệm vụ một cách hợp lý để phát huy tối đa nguồn lực tại chỗ, tránh chồng chéo trong thực hiện. Xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo là việc làm thường xuyên liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội và giới ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động ngày vì người nghèo hàng năm Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường đã ban hành kế hoạch vận động xây dựng quỹ vì người nghèo để mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động. Hình thức vận động cũng được đa dạng hóa, đặc biệt là việc tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo huy động tối đa sức mạnh của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn tham gia xây dựng quỹ với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái từ đó góp phần xây dựng khói đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt